Nào nào, mình cùng lấy đây là lá, chơi cho nó hết thấy đường về nhà. Lên lại lên lại lên. Che chăn đốt quá ba. Nhìn camera thấy đang đưa hay không được không? Đó. Đó. Cái này đã là gì hết bác? Dốc này đã rồi nè. Dốc nãy. Này có đoạn đó nó dốc rồi. Dỡ xi măng che chạy được. Tiếng máy tàu mới cài. Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà. Cớ sao ta hồi môi cách. Thấy cháy nhào không ha? Phải, cháy bông, cho bông. Mà này bông chuối, chuối biển. Ủa? Cái này cái quán số 3 của chú nha. Rồi camera ngược kéo đọc được gì đâu. Đi tiếp. Mày chỉnh camera rồi không được hả? Camera trước này nó bị lật hình. Lật với chữ đọc. Như miếng kiến gì đó. Lật camera xong được hả? Lật cái xong chứ. Cái gì đúng đỉnh, đúng rồi. Không cái đúng đỉnh.
Ngày nào bác cũng dắt vậy chưa hả bác? À hết mới đi mua đúng không? Ngày nào cũng đi dắt như con China vậy. Đi chết luôn. Dốc tiếp rồi, dốc này nó cao tiếp rồi. Má. Một khi đã yêu trái tim đã yêu chứ ha. Cho quá khứ hai ta từng đi ra. À, tao còn hát nữa. Rồi tôi hát cho tao mặt thêm á. Nó mà địch quá. Địch ai đi sao tao thua cắn chịu. Cùng vui khóc cùng nhau. Đại. Lúc sau ta vội mua cách xa. Tự ngon với ta cứ quay vào ngoài phía sau. Hồi xưa mai đã cây thật. Ta lúc đó con nói chuyện ngắn bị khối thần. 800 mét rồi. Nè. Do thân Thảo cầm ơi. Mà không lo cho không tránh được cho nó đi. Ê, ổ kiến kìa nha. Nhật, ê, đứng lên, kiến, kiến trong kìa. Kiến này nó cắn con cái đít mày sưng chù dù luôn á. Kiến gì vậy? Trời liều luôn trời. Kiến bự không Nhật. Dính mắt lĩnh. Đây nè. Đây, không kiến nè. Ừ. Qua rồi. Bên đó chỉ bị nhỏ con thôi bác ơi, chứ nó mạnh lắm. Ê, lên đây có giỏng nè, ngồi đó làm gì? Đi tàn tàn trước đi nào, tới tới Quy ơi. Khỏi đợi đó. Ê, đây có mít nè. Nhật Hậu. Đây có giọng có mít nữa nè. Nằm giọng đảo quá. Say hi. What the fuck cái mít? Mít này ngang gót cái xuôi xuôi nó rụng cái bếp luôn kìa. Làng trên tây núi vậy ha. Có giấy mít kìa. Còn giấy mít hả? Giấy hả? Ừ. À trái nhỏ hả? Ừ. Chấm muối ăn phải không? Trái ngầm. Mày nấu phải. Đây nè, ăn nấu canh luôn nha. Cái này cái này. Rau gừng mà. Ngồi không? Nè, giỏng cây nằm đi. Mấy người chịu đây vậy ta kêu cho.